Mình bắt đầu nhá. Nào. Cô sẽ mời bạn Lucy đầu tiên nào. Con có thể đoán được cô xem là đang có hình gợi ý là một tờ lịch này, khoanh tròn này và một số cái chữ đã được viết ở trên màn hình. Thì con đoán xem đây là từ gì nào. Cô mời Lucy nào. Lucy đoán được chữ gì không nào? Cái này, một tờ lịch đúng không? Khoanh tròn vào các ngày, đúng chưa? Và ở trên màn hình là 1, 2, 3, 4. Bốn chữ cái được viết ra đây. Con thử đoán xem là từ gì nào? Từ gì nào? Lucy đoán được từ gì chưa? Để ví dụ đầu tiên thì cô sẽ gợi ý với các con nhá. Đó, con quen này. Đây, chúng mình sẽ có chữ ngày, đúng chưa nào? Một tờ lịch đúng không? Một số ngày được khoanh tròn, cô Quỳnh đã gợi ý bằng cách là nói đến từ ngày rồi đấy. Và ở trên màn hình của chúng ta là bốn chữ cái, đúng chưa nào? Đấy, thì nó sẽ là từ ngày. Trò chơi này sẽ là như vậy. Với phần tiếp theo này. Phần tiếp theo này. Đây. Có bạn nào nhìn thấy không? Vẫn là một tờ lịch, được chưa nào? Và ở đây có các cái chữ cái gợi ý. À, cô thấy bạn Ben giơ tay, cô mời Ben nào. Ben này, Ben có đoán ở đây là từ gì không? Bé có đoán được không nào? Nào, đây là một tờ lịch này và khoanh tròn vào ở chữ gì đây? Đúng chưa nào? Vậy thì nó sẽ là gì nhỉ? Tờ này, hờ này. Chữ A với dấu sắc này. N này. G này. Chữ gì được nhỉ? Nào, cố lên nào. Được chưa nào? Ben ơi, Ben có nghe được cô nói không? À, con không bật được mic à? Chị Mary ơi, chị Mary bật chế độ các bạn có thể bật được mic của cô nào? Dạ, con bật rồi cô. À, cảm ơn Mary nhé. Thế Mary bật mic cho Ben nào. Dạ rồi ạ. Thế bên nói thử cô nghe nào. Tháng ạ. Từ gì nhỉ? Tháng ạ. À, tháng, đúng rồi. Thì cô sẽ, đúng rồi, rất là từ tháng. Bạn Ben rất là thông minh. Nào,
Bây giờ chúng mình cùng tiếp theo nhá. Để một con nhật lịch. Nào, vẫn là một tờ lịch này. Hôm nay, ngày hôm nay là ngày 15. Đây là... ngày kia. Là từ gì à? À, bạn bé đã đoán ngay chữ ngày kia. Bé thông minh thế nhỉ? Tiếp theo bây giờ cô sẽ mời lần lượt các bạn nhé. Nào, Ben, Ben không gợi ý nhá. Nào, cô xin mời Lucy. Lúc nãy Lucy chắc là có nói mà cô không nghe thấy. Con đoán xem đây là gì nào. Hôm nay là tô là ngày 15 này. Và khoanh tròn vào ngày 13 này. Đấy, nó sẽ là cái gì con nhỉ? Ngày 13 thì... À, hôm nay là 15 mà từ lịch lại khoanh tròn vào ngày 13, vậy nó sẽ là từ gì đấy hả con? Từ gì nhỉ? Không thấy hôm nay là ngày tin nó khác. Hôm nay là ngày 15 này. Đúng không? Ngày 14 là ngày hôm. Ngày 13 sẽ là ngày gì? 14, 14 là hôm qua, còn 13 là gì? Là gì nào? Cố gắng lên nào. Hôm kia. À, sẽ là hôm kia, đúng rồi. Rất là tốt. Bạn Tuấn Kiệt giơ tay. Vậy câu hỏi tiếp theo cô mời Tuấn Kiệt nhá. Nào. Today. Vẫn là tờ lịch này. Các con nhìn này, trên tờ lịch này. Ví dụ như ngày 16, đúng không? Thì khoanh tròn vào ngày 26. Rồi trong tờ lịch của chúng ta, ấy, trong lịch của Việt Nam thì sẽ có, trên một tờ lịch thì sẽ có lịch âm và lịch dương. Được chưa nào? Bây giờ bạn Tuấn Kiệt có đoán được cho cô xem đây là từ gì không? Âm lịch. Âm lịch. À, âm lịch, cô nghe thì âm lịch rồi. Tuấn Kiệt giỏi quá. Đây cũng là một từ khá là. Rồi, tiếp theo cô mời bạn âm lịch đó, đúng không? Hải Anh nào. Cô nghĩ là âm lịch thôi chứ. Nhưng mà đừng cho nói nha. Hải Anh cũng vẫn là cái ngày 16 đó, nhưng bây giờ không khoanh vào ngày 26 nữa mà khoanh vào ngày 16. Vậy thì đây sẽ là gì? Căn cứ vào các cái sự gợi ý. Là gì con nhỉ? Có hai lịch âm, lịch dương thì không phải lịch âm thì là lịch dương. Là gì con nhỉ? Là ngày gì đây? Không biết thì bọn con không biết. Bảo cô đi, bảo con không biết thì bảo con không biết. Bảo cô đi con, chẳng được cô. À, vậy có bạn nào biết để hỗ trợ cho bạn Hải Anh không nào? Không, chẳng phải trả lời cô chứ, nói chứ. À, cô thấy Tuấn Kiệt giơ tay, cô mời Tuấn Kiệt nào. Dương lịch. Đúng rồi, có hai ngày lịch là lịch âm và lịch dương, đúng không nào? Thì đây sẽ là dương lịch. Rồi, tiếp theo. Ô, từ này thì vô cùng là dễ luôn ấy. Có bạn nào chưa gọi không nhỉ? Thế Hải Anh có đoán này là gì không? Dạ, Tết à. À, Tết, đúng rồi. Đây là một đáp án chính. Sau cô mời bạn Nguyễn Nhật Nam nào. À, đây là một cái hình ảnh gợi ý này. Rất là rõ ràng. Nhật Nam đoán được là từ gì không? Không hả? Nhật Nam nào? À, cái ngày gì mà có cây thông Noel này, có những món quà được để trong tất này. Ngày gì? Ngày gì đấy con nhỉ? Giáng sinh. Đúng rồi, nói to lên nào.
Ngày gì nhỉ? Ngày Giáng sinh. Đúng rồi, đây chính là Giáng sinh. Đấy, là qua các cái hình ảnh gợi ý và qua các cái chữ cái được viết lên trên màn hình để gợi ý thì các bạn đã đoán được tương đối là nhiều từ. Rồi, cô khen cả lớp nhá. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu bước vào bài học. Cô đang bật. Cô đang bật đây, cô chia sẻ màn hình đây. Rồi, cô nói chúng mình. Mẹ. Mẹ. Con là cơm này được. Mẹ ơi. Rồi, hôm nọ chúng mình đã học đến đây, đúng không? Chúng ta đã học đến phần C và các con đã học xong phần từ vựng rồi. Mình đã bắt đầu học đến cái cấu trúc ngữ pháp của bài học là từ A đến B mất bao lâu, được chưa nào? Và cô đã nhận được khá là nhiều bài tập về nhà của chúng ta. Lát nữa thì chị Mary sẽ chia sẻ cái phần bài làm của chúng mình lên trên nhóm. Đây. Ở đây là có bài 4 là nghe, điền số và nói. Đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ cô sẽ bật cái phần nghe lên và chúng ta sẽ điền vào vở cho cô nhé. Điền vào sách giáo khoa cho cô nhé. Trường làm gì? Ở Úc. Bốp. Trường Bình Minh. Trường vỉa hè. Chợ. Đèn giao thông. Sang đường. Các con có nghe thấy âm thanh không? Dạ, tư. Dạ, có. À, có. Rồi, có. Dạ, ba. Quay xăng. À, cô chào Gia Đạt nhé. Làm. Hai, nghe và khoanh tròn theo hình ở mục 1. Chợ, ngã tư, hồ, ngã ba, đi làm. Bốn, nghe
điền số và nói. Đây, chính là bài số 4 của chúng ta đây. Các con chuẩn bị sách vở xong chưa nào? Cô bắt đầu bật lên nhé. Bà đi từ ngã ba đến chợ mất bao lâu? Bà đi mất khoảng 10 phút. Đây là câu số 1 này. Được chưa nào? Bây giờ cô Quỳnh bắt đầu bật đến câu số 2. Chúng mình hãy chuẩn bị tinh thần và cầm bút mở sách giáo khoa để điền nhá. Linh đi từ nhà đến trường mất bao lâu? Tớ đi mất khoảng 15 phút. Rồi. Tiếp theo này. Đến câu số 3 này. Mẹ đi từ ngã tư đến trạm xe buýt mất bao lâu? Mẹ đi mất khoảng 5 phút. Tiếp này. Ông đi bộ từ nhà đến công viên mất bao lâu? Ông đi bộ mất 20 phút. Ông đi bộ mất 20 phút, được chưa nào? Vi đi sang đường mất bao lâu? Vi đi mất 1 phút. Rồi, xong chưa nào? Bây giờ cô gọi lần lượt từng bạn một đọc câu số 1, số 2. Số 1, số 2 theo đánh số thứ tự, chứ không phải là theo cái vị trí trước sau. Nha. Bây giờ này, cô nhìn thấy Ben giơ tay. Vậy thì và Gia Đạt giơ tay. Vậy thì cô mời bạn Gia Đạt đọc cho cô câu số 1 và câu số 2. Câu số 1 đã được đánh số đây rồi và câu số 2 mà em đánh số được. Mời Gia Đạt nào. Bà đi từ nhà bà đến chỗ mất bao lâu? Bà đi mất khoảng 10 phút. Linh đi từ nhà đến trường mất bao lâu? Tối đi mất khoảng 15 phút. Rồi, bây giờ con phát âm lại cho cô này. Từ nhà đến trường. Từ nhà đến trường. Tớ đi mất khoảng 15 phút. 15 phút, đúng rồi. Ơi, cô khen con nhá. Con đã đánh số câu số 2 rất là chính xác. Câu số 3 xin mời câu số 3 là xin mời bạn. Câu số 3 xin mời bạn Lucy. Mẹ xin mời cô. Mẹ đi từ ngã tư đến trạm xe buýt mất bao lâu? Mẹ đi mất khoảng 5 phút. Rồi, tốt lắm. Bây giờ đây là câu số 3 này. Thì cô mời bạn Lucy đọc lại một lần nữa để cho các bạn điền số và các bạn biết để đọc tiếp câu số 4, câu số 5 nhé. Nào, cô mời con đọc lại nào. Mẹ đi từ ngã tư đến trạm xe buýt mất bao lâu? Mẹ đi mất khoảng 5 phút.
Rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ cô mời tiếp theo là bạn Ben ạ, đọc câu số 4 nào. Cô mời Ben nào. Ông đi bộ từ nhà đến công viên mất bao lâu? Ông đi bộ mất 20 phút. Rồi, cô cảm ơn con. Câu số 5, cô mời bạn Hải Anh nào. Vì đi sang đường mất bao lâu? Vì đi mất 1 phút. Cô khen tất cả các con nha, vì bài tập số 4 các bạn làm phần nghe và điền số rất là chính xác rồi. Bây giờ tiếp theo đến bài số 5 là bài nghe và điền từ. Nghe và điền từ này. Chúng ta sẽ lưu ý nha. Bạn Tuấn Kiệt sẽ nghe cho cô câu số 1 này. Tuấn Kiệt chuẩn bị sẵn sàng chưa? Từng câu một cô sẽ giao cho các bạn nghe và trả lời đáp án cho cô nhé. Tuấn Kiệt đâu nhỉ? Tuấn Kiệt đã sẵn sàng ở đây chưa nào? 5. Nghe và điền từ. 5. Đi từ ngã tư đến quán kem mất bao lâu? Tuấn Kiệt có nghe thấy không nào? Năm đi từ ngã tư đến quán kem mất bao lâu? À, mất bao lâu? Thế vậy ở chỗ trống kia là con điền từ gì nhỉ? Quán kem. Quán kem. Rồi. Rất là chính xác. Bây giờ đã đầy đủ rồi. Thì cô mời con đọc lại cho cô câu này nào. Đọc lại nha. Năm đi từ ngã tư đến quán kem mất bao lâu? Rồi, Nam đi từ ngã tư đến quán kem mất bao lâu? Ở phần câu trả lời mình vừa đọc nữa chứ. Thế là mình ý cô là muốn con đọc lại đầy đủ đúng không nào? Bây giờ con đọc lại từ câu hỏi đến câu trả lời này. Đọc lại nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Nam đi từ ngã tư đến quán kem mất bao lâu? Tớ đi mất khoảng 15 phút. Rồi. Rất là tốt, câu số 1 đã được điền thành công rồi. Bây giờ đến câu số 2. Câu số 2 cô mời bạn Gia Đạt nào. Gia Đạt nghe nhé. Đi mất khoảng 15 phút. An đi từ ngã ba đến công viên mất bao lâu? Đi công viên từ rồi tiếp theo từ công viên từ nhà ba đến công viên mất bao lâu? À đúng rồi, từ ngã ba đến công viên mất bao lâu, đúng chưa nào? Rất là tốt. An đi từ ngã ba đến công viên mất bao lâu? Tớ đi mất khoảng 30 phút. Rồi. Bây giờ Gia Đạt đọc lại câu này một cách đầy đủ cho cô nào. Để cô nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhà bà đến công viên bắt mất bao lâu? Tối đi mất 30 phút. Rồi, bây giờ mình phát âm lại cho cô này. Từ đến
từ đến. Đúng rồi. Rồi, cô khen ra đạt nhé. Đến câu số 3 nào. Câu số 3 cô mời Lucy. Lucy nhá, Lucy nghe này. Tớ đi mất 30 phút. Ông đi từ cây xăng đến hiệu thuốc mất bao lâu? Ông đi mất 15 phút. Rồi, Lucy đã điền được chưa nào? Ông đi từ cây xăng đến hiệu thuốc mất bao lâu? Ông đi mất 15 phút. Rồi. Cô có nghe không? À, cô nghe thấy rồi. Ông đi từ cây xăng đến hiệu thuốc mất bao lâu? Đúng chưa nào? Mất bao lâu? Đúng không? Ông đi mất 15 phút. Rồi, Lucy làm rất là chính xác. Cô xin mời bạn tiếp theo, đó là bạn Nhật Nam. Nhật Nam làm cho cô câu cuối cùng nhé. Ở đây là điền câu số 5, nhưng mà thực ra là câu số 4. Nào. Từ siêu thị đến cây xăng mất bao lâu? Mẹ đi mất 5 phút. Mẹ đi siêu thị. Mẹ đi siêu thị. Mẹ đi siêu thị 5 phút đó. À, con đọc lại cả câu cho cô này. Mẹ đi từ siêu thị đến cây xăng mất bao lâu? Mẹ đi từ siêu thị đến công xăng mấy bao lâu? À, mẹ đi siêu thị 5 phút đó. À, mẹ đi mất 5 phút. Đúng không? Mất mẹ bao lâu? Mất 5 phút. Đúng chưa nào? Ừ. Mẹ đi mất 5 phút. Đúng rồi. Được chưa nào? Các bạn đã hiểu bài tập này chưa nào? Rồi cô sẽ chuyển sang bài mới nhé, bài tiếp theo nhé. Rồi. Bây giờ đến bài số 6 là bài nối câu với hình. Thì cô sẽ đánh số các hình cho các bạn. Rồi, hình số 1, cô mời bạn Ben nào. Cô mời Ben này. Ben ơi, ngồi thẳng người lên nào, ngồi đẹp lên nào. Rồi, đấy, ngồi đẹp thẳng lên cái là nhìn đẹp trai hẳn lên luôn. Ben bật mic lên nào. Đầu tiên Ben đọc cho cô 5 câu ở đây nhá. Nào, 5 câu cho cô, ô hồng, tím, xanh, vàng đây này. Ông ấy đi từ Hà Nội đến London. Rồi, câu tiếp theo. Là số 2. À, mình đọc cho cô hết tất cả 5 câu này trước đã, xong mình mới nối. Chị ấy, chú ấy đi từ
Vỉa heo đến vùng binh. Yep. Bà Hương đi từ sân vận động đến rạp chiếu phim. Yep. Nam đi từ quán kem đến siêu thị. Rồi, tiếp. Bác ấy đi từ Hà Nội đến Quảng Phương. Hải Phòng. Rồi, tốt lắm. Bây giờ con hãy nối cho cô cái câu đầu tiên. Cái câu đầu tiên này. Bức tranh số 1 cũng được. Bức tranh số 1 là từ nào nhỉ? Bà đi từ vỉa hè đến bùng binh. À, đi từ vỉa hè đến bùng binh. Rồi, tốt. Cô cảm ơn con nhé. Bức tranh số 2, cô mời bạn Hải Anh nào. Cô mời Hải Anh bức tranh số 2 nào. Con nối với câu gì? Bức tranh số 2 là ông ấy đi từ Hà Nội đến London. Từ Hà Nội đến London. Đúng rồi, đây chúng ta thấy có cái biểu tượng là chùa Một Cột Hà Nội với lại cái tháp Big Ben của London này, đúng không nào? Rồi, tốt. Bây giờ câu bức tranh số 3 nào. Cô mời bạn Gia Đạt. Bác ấy đi từ Hà Nội đến Hải Phòng. À đúng rồi, bác ấy đi từ Hà Nội đến Hải Phòng. Tốt. Bức tranh số 4, cô mời bạn Tuấn Kiệt. Nào, đang học lái xe à? Đi thẳng, mình có đang đi thẳng. Xe đi. Đó, nên chỉnh sửa ngay thái độ nó đi như thế. Là xéo xiên. Lái xe như vậy. Đang đi. Bỏng rồi. À, Nam đi từ quán kem đến siêu thị. Rồi, tốt. Và câu cuối cùng, cô xin mời Lucy. Bà Hương đi từ sân vận động đến rạp chiếu phim là số 5. Đúng rồi, là số 5. Rất là tốt. Các bạn làm cái này rất là tốt. Rồi, cô cảm ơn nhá cả lớp nhá. Bây giờ chúng mình sang bài tiếp theo. Là bài điền từ vào chỗ trống. Cái bài điền từ vào chỗ trống này thì cô sẽ giao cho chúng ta là làm nhà. Chị Mary nhớ chụp lại cái màn hình của cái bài số 7 này, các bạn làm ở nhà nhé. Là bài viết này. Tiếp theo là đến này. Bài đọc thì cô mời một bạn đọc cho cô bài này. Cô mời bạn, đúng không? Mời bạn Hải Anh đọc trước nào. Nhà Sam ở phố Sara ở phố Hà
Hà Phong, Hà Bông, Hà Bông, nhà xa ra ở phố Hà Bông. Sara học ở trường Bình Minh. Trường Bình Minh ở bên cạnh nó hay không? Mẹ kia thêm một phần gương. Gương. Sắp muộn rồi, mẹ phải nói. Sao là đi. Làm sao rồi? Bớt đi nữa hả? Ờ, bớt đi một tí. Trường Bình Minh ở cạnh Hồ Gươm. Sara đi bộ đến trường. Được. Sara. Trường Sara đi từ nhà đến trường mất 10 phút. Ở công ty anh. Cô cảm ơn anh. Tiếp theo cô mời bạn Lucy đọc bài nào. Phần tiếp theo này. Bạn Hải Anh đọc đến là Sara đi từ nhà đến trường mất 10 phút rồi. Con đọc phần tiếp theo cho cô nào. Công ty của bố ở phố Trang thì bố đi làm bằng xe máy. Bố đi từ nhà đến công ty mất 5 phút. Rồi, tốt lắm. Bây giờ cô mời bạn Ben đọc lại toàn bộ nào. Nhà Sara ở phố Hàng Bông. Sara học ở trường Bình Minh. Trường Bình Minh ở cách Hồ Gươm. Sara đi bộ đến trường. Sara đi từ nhà đến trường mất 10 phút. Công ty của bố ở phố Tràng Thi. Bố đi làm bằng xe máy. Bố đi từ nhà đến công ty mất 5 phút. Rồi, cô cảm ơn Ben Tuấn Kiệt gọi cô à. Thôi, con bây giờ con đi học đây. Ừ, cô chào con nhá, cô chúc con học tốt. Con chào cô. Rồi, tạm biệt con. Bây giờ chúng mình cùng nghe các câu hỏi. Này, chúng mình cùng nghe các hỏi này. Trường của Sara tên là gì? Cô sẽ mời lần lượt nhé. Cô mời Hải Anh trả lời cho cô câu 1 này. Trường của Sara tên là gì? Dạ, trường của Sara tên là trường Bình Minh. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời đến Gia Đạt này. Nhà Sara ở đâu? Nhà Sara ở Hàng Bông. À, ở phố Hàng Bông. À, phố Hàng Bông. Tốt lắm. Câu hỏi tiếp theo, cô xin mời bạn Nhật Nam này. Trường Bình Minh ở đâu? Trường Bình Minh ở đâu Nhật Nam nhỉ? Trường Bình Minh ở đâu? Trường Bình Minh ở cạnh Hồ Gươm. À, giỏi. Đây là Hồ Gươm, đúng không? Trường Bình Minh ở cạnh Hồ Gươm. Hồ Gươm là trung tâm của thủ đô Hà Nội. Chừng nào mà về Hà Nội thì về Việt Nam và ra ngoài Hà Nội thì con nhớ đến thăm Hồ Gươm nhé. À, tiếp theo này. Cô xin mời bạn Hải Anh. Cô xin mời Hải Anh là Sara đi đến trường bằng gì? Sao con tiếng là một số. Sara đi bộ đến. Đúng rồi. Sara đi bộ đến trường. Cô cảm ơn con. Câu tiếp theo cô mời bạn Lucy. Sara đi từ nhà đến trường mất bao lâu?
Sarah đi từ nhà đến trường mất bao lâu? Sarah đi từ nhà đến trường mất 10 phút. Rồi, tốt lắm. Tiếp theo, cô mời bạn Ben này. Công ty của bố Sarah ở đâu? Công ty của bố Sarah ở Tràng Thi. À, ở phố Tràng Thi. Đúng không? Tiếp theo cô lại mời bạn Nhật Nam này. Bố Sarah đi làm bằng gì? Anh bật điều hòa lên đi anh. Đi làm bằng... Bằng gì nhỉ? Đi bằng... Bố Sarah đi bằng xe máy. Đi làm bằng xe máy. Tiếp theo câu cuối cùng cô mời bạn Hải Anh nào. Là... bố Sarah đi từ nhà đến công ty mất bao lâu? Bố Sarah đi từ nhà đến công ty mất 5 phút. Đúng rồi. Đây là toàn bộ nội dung bài đọc của chúng ta. Có một cái bài tập thứ hai là nâng cao hơn. Các con về nhà phải viết một đoạn văn tương tự như thế này. Về nhà của mình này. Về bản thân mình này. Ví dụ con ở phố nào... Con học trường nào? Trường của con cạnh cái gì? Con đi bằng gì đến trường? Con đi từ nhà đến trường mất bao lâu? Bố con đi làm bằng gì? Được chưa nào? Viết một đoạn văn tương tự như thế này cho cô. Nhá. Bài tập số 2. Chị Mary nhớ lưu lại cho các em nhá. Dạ cô. Và... có một cái phần nữa, đấy là phần video. Chúng mình sẽ phải xem và hát cho cô bài hát là Đường và Chân là đôi bạn thân. Được chưa nào? Đường và Chân là đôi bạn thân. Đấy. Nhà nó không phải là bạn thân mà. Các con biết vì sao cô cho nhiều bài tập thế này không? Sao biết không nào? Bởi vì là theo lịch thì... tuần sau là ngày 15 cô sẽ đi công tác ở Thanh Hóa và tuần sau nữa là ngày 22 thì cô lại đi công tác ở Quảng Bình. Chính vì vậy cho nên là cô sẽ cho chúng ta nhiều bài tập để chúng ta làm. Còn trong thời gian 2 tuần cô đi công tác thì chúng mình sẽ nghỉ hè 2 tuần nhá. Chúng mình sẽ nghỉ 2 tuần nhá. Cô đi công tác đúng như nào? Cho nên là cô sẽ giao bài tập cho chúng ta nhiều để chúng ta làm cho khỏi quên. Được chưa? Chúng ta sẽ quay video cho cô. Một là bài hát Đường và Chân là đôi bạn thân. Và hai là video của phần phát âm này. Được chưa nào? Nhờ chị Thư, nhờ chị Mary lưu lại các bài tập cho các em nhé. Bởi vì hôm nay cô Quỳnh cho hơi nhiều bài tập đấy. 4 bài tập về nhà liền. Được chưa nào? 4 bài tập. 4 bài tập, 4 bài tập. Chúng mình sẽ làm trong 2 tuần cho cô. Và bạn nào mà có cái sách tiếng Việt của em mới thì chúng ta nhớ mở cái phần cuối ra để chúng ta làm bài tập nhé. Tuần sau thì cô sẽ cho chúng mình làm các cái bài tập. Tuần sau khi mà cô, sau khi kết thúc đợt công tác thì cô sẽ cho chúng mình làm các bài tập, được chưa nào? Đấy. Bây giờ thì nhờ chị Mary chia sẻ cái bài tập về nhà của các bạn trong lớp mình nhé. Dạ cô. Cháu phải một tháng cháu mới về nhà thì cháu phải làm bài tập chữ gì con? Khi mà cô đi công tác Quảng Bình về là chắc chắn cô sẽ gặp Ben rồi đấy, cô sẽ kiểm tra trực tiếp luôn. Thì cháu phải mang bài tập về á? Con không cần, cô Quỳnh có sách rồi, cô sẽ mở ra cho con làm và cô sẽ quay video úp lên trên nhóm luôn để cho các bạn khác cùng thấy là con đã làm bài tập đầy đủ. Được chưa? Thế nhiệm vụ của con là phải học hát này, phải tập phát âm này. Được chưa? Đồng lại. Làm 2 bài tập viết trước đi. Nhá. Về Việt Nam là 2 bài video cô quay nốt cho. Rồi. Chị Mary bắt đầu chia sẻ nào cho cả lớp cùng thấy được phần làm bài tập. Mình đang là Lucy. Lucy... nói Lucy làm gì ở chủ nhật?
Lucy dậy ở 8 giờ tại vì Lucy không có đi học ở chủ nhật. Lucy ăn sáng, ăn dí sữa, sau mệt. Lucy đắn nhăn nên Lucy làm việc toán với tiếng Anh. Xong đó là Lucy mẹ ba với anh hai đi lâu nói ở thì nói có nhiều kangaroo, có nhiều thỏ, có nhiều vịt với bờ chim, thấy nhiều nhà với nhà hàng, có nhiều gió lắm nên Lucy đi ăn ở buffet. Ở buffet có nhiều đồ ăn, có thịt gà, bò, có nhiều thịt vịt, có nhiều bánh, có kem. Còn Lucy thích ăn cái sushi lắm. Xong đó là Lucy đi ngủ. Lucy về nhà, xong rồi đi ngủ. Xin chào cô. Cô thấy ngày chủ nhật của Lucy rất là hay đấy. Rất là vui đúng không? Nhiều hoạt động. Con cố gắng kể nhiều câu chuyện như thế để cho cô và các bạn biết xem là cuộc sống của con ở Úc như thế nào, đúng không nào? Rồi, cô cảm ơn Lucy. Mời chị Mary chia sẻ tiếp nào. Đây là bài viết của bạn Hải Anh. Bài viết của bạn Lucy. Bài viết của bạn Ben. Dạ xong rồi cô. Đấy. Chúng ta thấy rằng là tất cả những bạn mà chăm chỉ làm bài tập thì các bạn ấy đều tiến bộ rất nhanh, đúng chưa nào? Vì vậy cho nên cô mong tất cả các con trong một tuần chúng ta phải dành thời gian để xem lại quyển sách tiếng Việt của em để làm bài tập, đúng chưa? Cô thấy rằng là những bạn mà chăm chỉ làm bài tập ấy không chỉ nói tốt hơn mà viết cũng tốt hơn. Đấy, mỗi một bài mới mình học sẽ thấy hiểu bài nhiều hơn. Đấy, như vậy thì bây giờ cô giao cho chúng ta 4 bài tập về nhà. Tất cả các bạn trong lớp mình cố gắng hoàn thành nhá. Coi như đây là một cái kỳ nghỉ hè của lớp nhưng mà chúng mình vẫn cứ chăm chỉ học tập, được chưa nào? Và bây giờ cũng là 6:52 rồi, sắp kết thúc buổi học thì tất cả các con bật cam lên nào, chúng mình cười thật tươi để chị Mary chụp cho lớp mình một kiểu ảnh nhá. Dạ rồi. Rồi, được rồi. Cô cảm ơn cả lớp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào cô. Xin chào Gia Đạt. Xin chào. Cô chào Hải Anh nhá. Chào cô. Cô chào. Chào Lucy. Ôi, cảm ơn chị Mary nhá. Chị Mary ơi, chị Mary nhớ làm phiếu khen nhá. Làm bài tập nhá. Dạ. Dạ. Cảm ơn.
Con chào cô. Con chào cô. Chào cô.